xong rồi nó giống miếng thịt đó. Trò chơi có tên gọi là đố bạn đó là gì. Một vị trí sẽ đứng trong đây, hai vị trí còn lại của đội đối phương sẽ đứng bên ngoài, sau đó sẽ thò tay vào để rờ rẫm mò mẫm gặp cái vật gì, đoán vật đó là gì. Ví dụ như gặp được một cái muỗng thì sẽ nói cho đồng đội của mình, người còn lại duy nhất, muỗng muỗng muỗng. Chị khó nghỉ chơi luôn rồi. Đoán được rồi, không được đó. Nhắc tới tên của đồ vật đó. Ví dụ như cái đồ múc cơm, Lê Vũ Lâm hay đút cho con ăn, ví dụ vậy. Rồi bây giờ đội làm chơi trước. Em sẽ xem xàm với anh Lâm. Đúng vậy. 2, 3 sâu xăm. Sâu xăm. Sâu sâu. Hay quá. Phải chơi em thắng luôn. Rồi chị sao vậy, em thắng rồi. Thắng chơi. Lê Dương Bảo Lâm thua. Mời vô. 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 Thưa quý vị thân mến, sau đây là 3 phút dành cho Lâm Vĩ Dạ và Thúy Ngân để mò mẫm và đoán, rồi truyền thông tin tới cho Trương Thế Bình. 3 phút bắt đầu. Bắt đầu. À, cái này là cái uống ủa không phải, cái trái vô vô màu cam để dắt gì vô cái đó đó. Cái đó. Ôi, tao rồi. Cái gì? Cái này cái này kìa. Kìa vô. Này bình nó xong rồi, nó giống miếng thịt nè. Dắt gì nè? Mới dắt cam hả? Không phải, mới cái đồ bằng mũ. Nó giống là cái gì? Bò lắm. Cái đồ dắt cam. Cái đồ đúng rồi đó. Cà dắt cam. Không phải, cái ca chỉ là cái đầu ở trên thôi. Cái ca. Không chấp nhận, bởi vì hồi nãy Ngân có dùng chữ cam. Trời à, cái này nè, khi mà mình để lượt. Trời ơi, bận lên sao vậy? Chán ghê luôn. Cái gương hả? Tự nhiên cái đồ để lượt cái gì vậy trời? Anh Vinh, có một cái loại này để gọi là mình con nít đó. Tới mỗi tháng hay đi tới bệnh viện để phải làm cái đó. Cái này là không phải cho con người mà cho con heo. Ông chết heo. Chính xác. Ông chết là được rồi, không cần heo đâu. Cái đầu bên chữ quả trứng đập ra vô một cái chén xong rồi. Cái đó là gì? Cái đồ đánh trứng. Đúng. À không, chính xác, có chữ trứng. Tại vì Ngân nãy nó trứng. Trời ơi. Ôi chứ gì. Anh cái này là cái một cái cây nó khá nhiều lông. Trời, lông gà. Không, nó gần giống vậy nhưng mà để vệ sinh mấy cái để uống nước. Cái đồ rửa ly. Chính xác. Rồi sao nữa? Cái này là mình nói được nha anh. Mít mình go. Để đúng chính xác. Bậy tào lao, cái đó có chơi đâu. Cái tô. Bà Ngân bởi tào lao dễ sợ luôn, nãy giờ bà xả hết trơn. Anh Vinh, anh bịt mắt mà em diễn tả anh đâu có thấy. Anh ơi, cái này mà khi mà mình hiểu không? Cái tô mình ăn đồ ăn ăn đó. Đó anh, mình phải cần cái đồ múc của anh, gọi là cái gì anh? Cái muỗng. Không lớn hơn cái muỗng. Cái ba. Đúng. Chính xác. Cái này á là anh giống như là cam nè, chanh nè, cái anh đào ra xong rồi nó ở dưới là để hứng mấy cái hộp. Cái đồ lượt cam. Đồ dắt cam, dắt cơ. Hết giờ. Trời ơi, nói còn mấy cái chữ dạ. Vô mà cơm. Cho dạ nghỉ đi. Thì đồ lượt thôi, chứ dạ, đồ lượt là được nhạy cảm không à. Nè, cái này tôi thấy đơn giản quá nè. Cái này mà bà Ngân mới nói cái gì á nè. Cái này là gì? Cái lượt. Mất mớ gì trái cam, đồ gì. Đơn giản là nấu phở mà nó nổi lên trên nhiều quá thì phải cần cái gì? Bảo đảm bà Ngân chưa xài cái này luôn á. Này là để dứt nhà bọt nè. Nhà không giờ nó ăn luôn phở. Dứt bọt hả? Để lượt á, chứ chắc như cái đồ gì bọn mê hay đâu á. Cái này mà nó cái gì mà trứng á, quậy trứng á, là đồ đánh trứng. Với lại anh Vinh thì anh bịt mắt. Bà diễn tả đập cho trứng vô á, cái vậy nè. Vinh đâu có thấy đâu. Không có thấy mà ngồi nói hoài à. Như vậy là đội chúng ta chỉ mang về 3 vật dụng chính xác. Chúng ta chờ xem đội tiếp theo sẽ như thế nào đây. Thưa quý vị, ngay bây giờ hai người sẽ mò mẫm, rờ rẫm và đưa thông tin đó chính là Vũ Quốc Tường và Lê Dương Vũ Lâm. Với cái độ mò đỉnh cao của Lê Dương Vũ Lâm thì chúng tôi tin rằng nhột. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. 3 phút bắt đầu. Gì vậy ta? Quá dễ. Te tò te. Cái kèn. Đúng rồi. Quá đơn giản. Đó, những điều này dài trẻ em cũng biết. Trời ơi, cái này cái gì? Trời ơi, nè Ngọc ơi, cái gì trên miệng anh mà nó trắng Ngọc?
Đúng rồi, răng gì nè Ngọc? Răng số. Đúng rồi, nói lớn lên Ngọc ơi. Răng số 15. Bỏ chữ anh Lâm đi. Ngọc, Ngọc, Ngọc. Ơi, cái gì để mà con nít nó bú á? Rồi, bảy luôn. Cái bình bú. Không, đừng dùng cái từ bú. Đúng rồi, cái từ đúng rồi đó. Bình sữa. Đúng rồi, đúng rồi. Ngọc ơi. Dạ. Cái gì mà anh chị em diễn viên mình á đi quay phim trường á mà nó nóng nóng thì là về đọc đọc ba chữ, nó không phải là lớn. Cái quạt điện. Không có. Cái quạt nhỏ. Đúng rồi này nè. Ngọc, 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 cái gì mà bartender ở trong ba cái còn... bình lắc. Đúng rồi, đúng rồi. Hết chơi chỗ nào nữa? Còn. Ê, 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 no. No. À, cái này cái gì chạy tôi lắm mà em qua đây cho em kiếm coi cái này rớt, cái gì ấy rớt rồi anh cái đó nói rồi, cái đó nói rồi coi là à đó rồi hả đó, nói hỏi rồi. Anh Vinh quá rớt. Coi coi ở trong anh Vinh có không, có chỗ anh giấu á. Khoai đã cái gì vậy, cái này tay tay qua nè hả? Tay anh Vinh. Ngực, ngực, ngực anh Vinh. Cái này nói rồi. À, im anh Vinh ơi, cho em coi coi. Mày gì vậy trời? Em ngắn quá. Chỉ không bên đây thôi. À, Ngọc ơi. Dạ, cái hũ tăm em lắc em nghe rồi. Em lắc em nghe rồi. Hết chưa? Hết chưa, hết chưa. Không cần thời gian nữa, dừng lại luôn. Okay. Bây giờ tôi mới phát hiện một điều, sau này chơi trò chơi gì cứ bắt Ngọc bịt mắt là được à. Hay quá. Nó mở hay mắt ra là được. Yay. Yeah. Yeah. Thưa quý vị, chưa hết thời gian. Đội của Lê Dương Bảo Lâm, Vũ Lâm Tượng, Lê Dương Bảo Lâm, Lĩnh Dương Lan Ngọc mang về 5 đáp án quá chính xác. Và đội của mình xin trân trọng thông báo tới thời điểm này đang thua người ta tiếp tục. Yeah. Bây giờ chúng ta tới một trò chơi, chúng tôi sẽ có một nội dung chúng tôi quy định sẵn. Hai đội sẽ diễn xuất và mỗi đội diễn một phong cách. Một bên là diễn hài và một bên là diễn bi cùng một nội dung. À. Vậy em thấy bên em là hài hước. Mình bi đi. Bi hả? Mình bi. Bi là sao? Anh diễn bi không nè, anh qua bi rồi. Khóc quá. Không mà thôi, khóc là được. Đúng rồi. Tôi nghĩ là có Vũ Tường nên diễn hài tưng tửng đi ha. Thôi nhưng mà lời thế bên đây là diễn hài, còn bên mình với những khuôn mặt đang thua buồn bã, cuộc đời bi kịch lắm. Cuộc đời bi kịch lắm nên chúng ta diễn bi. Đâu nè, bây giờ mình test thử cái nét bi cay lậy nè. Ví dụ như mình mới vừa bị người yêu bỏ ở bên Úc, hiểu không? Mình qua Úc, người yêu mời qua Úc chơi, xong vừa tới Sydney người yêu mở cửa out stop here là chia tay luôn, ra ngoài cái chỗ nhà hát những show huyết ngồi khóc. Cái chuyện nó sẽ không bao giờ xảy ra nên em không thể diễn được tâm lý lúc đó. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ủa, chưa bị bỏ bao giờ hả? Chưa bao giờ bị thế bỏ. Thế thì bây giờ chúng ta tập diễn xuất mà, chứ đâu có phải anh nói là em bị đâu. Ủa, vậy là em có người yêu bên Úc thiệt hả? Ừ, dạ không, em chưa có người yêu, em làm gì đã biết yêu. Đây bây giờ nè, Vinh sẽ là người nước ngoài. Vinh sẽ đóng vai là David. Ok. Còn David. Ngân vừa qua, đón được rồi. Sau một đêm đi chơi nồng nhiệt rồi. Nồng nhiệt hả? À, đó. Rồi thì bây giờ Vinh nói lời chia tay gì sao vậy? Em làm thua hết trơn rồi. Em chỉ làm một trò chơi của anh thôi. 3, 2, 1. Yeah. You know me? I'm from Australia. Yeah. We start here. Yeah, em tặng cho anh. Không. Tại sao? Chúng ta chia tay đi. Tại sao? Em chỉ là qua đường của anh thôi. Buồn đi. Em buồn cho anh coi coi. Không thua nữa bây giờ. Xin giới thiệu với chị, tôi là người yêu mới của anh ấy. Không phải, đừng tập bậy. Anh sao á, chứ phải có vậy tâm lý mới đầy. Đúng không? Ê, em không tin. Mình đang diễn bi nha. Ủa, nãy giờ đang diễn hài đó, lộn rồi đây nha. Đội mình diễn bi mà người ta cười quá nha. Bi kịch vô, mặt buồn rầu rượu rượu vô, hai bà vô. Anh ấy đến với tôi vì tình yêu và nhan sắc cô chẳng có gì. Đi rồi. Anh ấy đến với cô chỉ vì tiền mà thôi. Đúng không vậy anh? Đúng vậy. Còn anh đến với cô ta vì gì, điều gì chứ? Vì quái, quái lạ. Đúng gì vậy? So. Các bạn nếu đi học ngày xưa làm cô giáo cho phê vô là lạc đề. Qua đây đi
chị diễn vai của em. Ok. Anh Lâm vô diễn. À, đúng rồi. Anh Lâm vô diễn cái vai con gái, hai bên mà. Con gái bị bỏ. Bi kịch 2 3 vô. Melbourne 14 tháng 2. Anh, tại sao anh lại chia tay em? Tại vì cái miệng em to quá. Miệng em to, em có cảm nát nhà của anh luôn. Nửa cái rồi. Anh à, mình hãy nói cho cô ấy. Cắt luôn. Cắt khó tâm lý em đi. Đi ra đi. Chuyện tầm tay hai rồi. Tại em đó cho. Phương Nghiêm, cô không có cười. Không có cười. Sydney 14 tháng 2. Anh có 5 phút để nói chuyện với cô ta. À, dữ vậy. Tại sao anh lại chia tay em? Hết giờ. Đây, ghế. Chưa vô tâm lý được luôn. Trời kỳ hoài. Chưa gì hết trơn. Thưa quý vị, à, chúng ta sẽ đổi qua thể loại là hài và hài hơn. Chứ còn chắc Bi chứ không có đâu. Sai quá, Bi không, à, vô Bi chắc không vô đâu. Không thể nào có vô nổi đâu. Không, thế thì bây giờ vậy. Mình quy định lại ha. Dạ. Mình sẽ không Bi hài nữa. Tại vì Bi là thứ nhất là khán giả sẽ buồn nhiều đúng không các bạn. Mình sẽ làm hài hiện đại và hài cổ trang. Ví dụ như là mình chia tay đi. Chim rừng ở liều đó, bước cánh thơ mộng hoa. Ra dạng dạng vậy. Ví dụ như nãy vô đi ngoài đường gặp nè. Ủa, đi đâu vậy cưng? Em đi shopping. Rồi, cổ trang nè. Cô nương, cho tôi hỏi, đi đâu vậy? Cửa đi, cửa đi. Người em chạy. À. Cô nương, xin hỏi cao danh quý tính là gì? Em tên là Cú Hành. À, xin hỏi cô nương, hai người đi chung với cô nương là ai? Đây chính là hai tiểu muội của em, Trúc Lam, Trúc Linh. Đó, đại loại là vậy. Đại loại vậy. Đơn giản thôi. Ok. Đội Lâm Vĩ Già diễn hài hiện đại và đội Lê Dương Mộ Lâm diễn hài cổ trang với con ngựa. Anh xuống ngựa rồi mà sao vẫn tưng vậy? Trời, nhìn thấy con ngựa. Nó cà lọc đất, động đất. Rồi lúc mà trò chuyện với lại công tử xong thì con ngựa chạy về đi tiếp sao? Lên ngựa. Là hút gió về lòng tiếng giùm em. Lên ngựa. Rồi đi, vỗ mông.